Hi, chào mừng các bạn đến với kênh City Hay Studio. Mình là Toàn đây. Thời gian vừa qua Toàn ít đăng video trên kênh City Hay của Toàn. Thì bởi vì thời gian qua mình có một số việc gia đình, mình đang dọn dẹp và chuyển nhà nên rất là bận. Do đó ít ra video nên mong các bạn thông cảm. Và hôm nay mình sẽ cố gắng quay trở lại kênh City Hay để ra tiếp những cái video chia sẻ cho các bạn. Hiện tại là mình sẽ làm thêm những cái clip hướng dẫn mẹo làm video, mẹo làm hình ảnh để giúp cho các bạn có thể củng cố phát triển việc tạo ra một cái video YouTube hấp dẫn hơn. Và video này Toàn sẽ hướng dẫn cho các bạn cách rất là đơn giản để bạn có thể tạo ra được một cái ảnh đại diện video cực kỳ đẹp trên YouTube với hiệu ứng là bo viền cái ảnh với một cái màu sắc bất kỳ các bạn mong muốn. Như các bạn thấy trên màn hình của Toàn, đây là một cái thumbnail mình đã được tương tác rất là tốt, hiện tại nó có 24.000 người xem. Và cái hiệu ứng mình làm là chỉ có ảnh của mình và có cái viền màu trắng bo xung quanh. Và với cách làm tiêu đề ảnh như thế này thì mình thấy rất là hiệu quả và rất là đẹp, rất dễ làm. Các bạn có thể đưa ảnh của các bạn hoặc là ảnh của nhân vật các bạn muốn chú trọng trong cái video, các bạn đưa lên ha. Các bạn muốn làm tâm điểm các bạn đưa lên, các bạn sử dụng hiệu ứng để bo viền cho nó. Và video này Toàn sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm. Nếu như các bạn không rành thiết kế ảnh bằng Photoshop, các bạn vẫn có thể tạo được những cái video như thế này, những cái ảnh đại diện như thế này để gắn vô video. Nào, chúng ta sẽ cùng bắt đầu nha. Đầu tiên các bạn phải có một cái tấm hình ha. Các bạn có tấm hình, mình sẽ hướng dẫn cách đầu tiên sử dụng Photoshop nha. Các bạn cần cài chương trình Photoshop vào máy, sau đó các bạn hãy chọn cái tấm hình nào các bạn muốn cắt cái ảnh ra thì các bạn lại hướng này. Đây là tấm hình của mình và mình sẽ tạo cái viền trắng trên hình của mình như thế này. Để tạo được cái viền trắng thì các bạn lưu ý là chúng ta phải xuất cái hình này ra, cắt cái hình này ra, định dạng là PNG trong suốt và nó tách biệt so với cái nền. Để cắt ra thì có hai cách. Cách thứ nhất, các bạn biết về xử lý ảnh, các bạn khéo tay thì các bạn có thể sử dụng công cụ có sẵn của Photoshop. Để cắt ra, các bạn sử dụng công cụ của Photoshop, các bạn chọn những công cụ cắt như thế này, hoặc là nhấn phím tắt là chữ B phở, nó sẽ ra cái này. Thì các bạn chỉ cần nail các cái điểm, sau đó các bạn nhấn Ctrl Enter để đóng lại ha. Mình lấy ví dụ mình muốn cắt cái ly này ra thì mình sẽ chọn cái ly này, các bạn thấy không? Các bạn có thể nhấn Ctrl dấu cộng và Ctrl dấu trừ ha để thu và zoom gần lại. Đó, ví dụ như mình sẽ chọn rất là nhiều điểm nail. Kết thúc điểm nail các bạn nhấn Ctrl Enter. Sau đó các bạn có thể nhấn biểu tượng là chọn này ha, hoặc là nhấn phím chữ V thì các bạn sẽ cắt được cái này ra. À, đây là cái ảnh chúng ta đã cắt được từ cái hình này ha. Rồi, mình sẽ hướng dẫn cách đầu tiên các bạn sử dụng công cụ Photoshop, nhấn chữ B phở, sau đó các bạn hãy cắt cái ảnh các bạn muốn ha. Ở đây ví dụ như mình sẽ cắt nhân vật của mình, đây cắt nhân vật của mình ha. Tùy vào cái độ khéo tay của các bạn thì cái ảnh các bạn làm ra nó sẽ đẹp hơn và nó sẽ tự nhiên hơn nha. Còn nếu như các bạn cắt không có tỉ mỉ á thì nó sẽ không đẹp ha. Tùy vào mỗi người thôi. Rồi, điểm nail cuối cùng nhấn Ctrl Enter. Rồi, tới bước này để tạo cái viền cho cái hình của mình thì các bạn hãy nhấn là Ctrl chữ Z ha. Đó là cái lệnh ở trong Photoshop nó có sẵn nha các bạn, Ctrl G duplicate ra. Đó, nó nằm đâu đó trong này nè, mình không nhớ ở đâu, nhưng mà phím tắt là Ctrl chữ G. Thì các bạn thấy nè, nó sẽ cắt cái hình của mình ra nè. Nó cắt hơi nhanh nên nó không đẹp. Không sao, mình hướng dẫn demo thôi. Rồi, ở cái layer đầu tiên là cái layer mình cắt hình của mình ra nè, các bạn nhấn biểu tượng Fx ở bên góc này. Thì ở đây nó có cái hiệu ứng là Stroke nè. Đó, thì đây chính là cái hiệu ứng viền ảnh trên Photoshop mà rất là nhiều người sử dụng để tạo cái hiệu ứng là border cái ảnh. Các bạn thấy ha, mình có thể chọn màu trắng, thường là chúng ta sẽ chọn màu trắng hoặc là màu vàng để cho nó nổi bật, tùy vào mục đích của các bạn thôi. Đó, ví dụ như chọn màu trắng. Đó, thì nó sẽ ra được cái hiệu ứng như thế này các bạn. Sau đó các bạn đánh chữ nghĩa vô để tạo ra cái
ảnh thumbnail video YouTube. Đây là cách làm trên Photoshop. Nếu như cắt đẹp thì nó sẽ ra đẹp hơn nha. Nãy cắt hơi ẩu nên nó không đẹp lắm các bạn. Rồi, nếu như các bạn thấy cách này khó quá thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách tiếp theo còn hay hơn nữa, dành cho những bạn nào không muốn ngồi tỉ mỉ cắt ha. Đầu tiên chúng ta cũng cần phải có một tấm hình ha. Mà bây giờ mình sẽ không cần phải ngồi cắt tay nữa, các bạn sử dụng công cụ có sẵn nha. Đó chính là trang remove.bg. Công cụ này rất là hay. Các bạn chỉ cần upload cái tấm hình lên. Đây, upload tấm hình lên. Đây, nó upload tấm hình lên. Thì khi upload xong thì nó sẽ trả cho bạn cái hình như thế này. Các bạn chỉ cần download cái hình về. À, download cái hình về ha. Đây, download hình về. Đó. Download cái hình kích thước to thì nó sẽ bắt các bạn trả phí đó. Chúng ta download cái hình vừa vừa thôi. Đó. Thì nó sẽ ra cái hình của mình. Nó cắt còn đẹp hơn hồi nãy mình cắt nữa các bạn. Rồi. Thì bây giờ các bạn đã có cái hình tự cắt rồi. Các bạn có thể lấy cái hình này các bạn đưa vào bên trong Photoshop. Các bạn tiếp tục tạo viền cho nó. Bây giờ mình sẽ làm thử nha. Bây giờ mình xóa cái này đi. Đây. Mình sẽ kéo cái hình này vô. Thì các bạn thấy nè. Không lớn lên nha. Ctrl T kéo lớn lên. Đó. Rồi. Cũng làm như hồi nãy luôn. À, cũng làm như hồi nãy thì. Cũng sử dụng hiệu ứng là Stroke. Thì các bạn sẽ tạo được cái hiệu ứng như hồi nãy mình đã hướng dẫn nha. Thì cái hình này nó cắt đẹp hơn. Nên các bạn thấy cái hiệu ứng chúng ta tạo viền nó tự nhiên hơn rất là nhiều đúng không? Rất là đẹp luôn. Đó, bây giờ các bạn đã có một cái ảnh đại diện với cái hiệu ứng này rất là dễ ha. Mà không cần phải ngồi cắt. Đúng không? Rồi. Đó là cái cách chúng ta lấy cái hình cắt sẵn đưa vào Photoshop. Còn nếu như không muốn sử dụng Photoshop, không biết sử dụng Photoshop thì làm như thế nào? Thì còn một cách nữa rất là dễ. Các bạn có thể lên Google tìm là Hamac to Remain Border Transparent. Thì ở đây nó sẽ có rất là nhiều trang web. Đây, các bạn chọn cái hình đã xuất ra hồi nãy thì ở đây nó sẽ cho các bạn tạo border luôn này. Đó. Tạo border nè. Các bạn thấy không? Các bạn chỉ cần chỉnh xong các bạn tải về. Thì các bạn lấy cái hình này các bạn đưa vô phần mềm Photoshop hoặc là bất kỳ một cái phần mềm nào để có thể có một cái hiệu ứng này. Thì cách làm này nó sẽ giúp các bạn tự thêm border cho cái ảnh này. Các bạn chỉ cần đưa cái ảnh này vô cái nền các bạn muốn làm ảnh đại diện, như vậy các bạn sẽ không cần phải xử lý thêm viền trong Photoshop. Còn rất là nhiều cách nữa thì ở video này mình không chia sẻ hết, nhưng mà mình nghĩ rằng những cái nãy giờ mình chia sẻ là đủ để giúp cho các bạn có thể tạo ra một cái ảnh đại diện nó độc đáo và nó thu hút giống như Toàn rồi ha. Nếu như các bạn học được điều gì từ cái video này, hãy ủng hộ Toàn bằng cách like video này và nhấn subscribe đăng ký kênh CD2 Studio của Toàn. Hẹn các bạn ở clip sau, mình sẽ chia sẻ nhiều cái điều thú vị về phát triển kênh trên YouTube nha.